nhu cầu muốn mua vàng hoặc ngọc xanh hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc uy tín, giá rẻ, chất lượng. Giá vàng X3K3 10K nhận ngay 33 triệu vàng, đã có vàng server 8 nha anh em. Ngoài ra giá ngọc X6.2 100K nhận ngay được 620 ngọc. Anh em nào có nhu cầu muốn mua vàng hoặc ngọc xanh hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì trước mặt anh em đây đó chính là MT úp tiềm năng sức mạnh. Thì hiện tại nó đã còn 1 tỷ sức mạnh thôi. Nhưng mà sau khi nhìn lại, mình đã quên mất đó chính là sau khi giảm xuống 10 tỷ mình lại không đi mở nội tại anh em ạ. Thế nên là hôm nay mình lại phải đó chính là lên đường, đó chính là úp cái nick này lên 10 tỷ rồi mình mở nội tại. Tiếp theo đó mình đập thêm cái giáp luyện tập cho cái nick này nha anh em, để xem là nó lên được mấy sao. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ đi tuyển thành viên và anh em đợi mình một tí nhá. Và ok anh em ơi, thì mình đã tuyển thành viên đầy đủ các thứ rồi. Giờ thì chỉ việc đó chính là lên đường và mua bùa và lên đường thôi. Thì bây giờ mình sẽ mua thêm bùa X3 và bùa X4 nhá. Thì không biết là một bản đồ thì mình có từ 1 tỷ lên nổi 10 tỷ hay không, thì anh em hãy cùng đón xem nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ về động hải tặc và tiến hành đó chính là úp thôi anh em ơi. Và trước khi vào clip thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ thì mình sẽ tiến hành đó chính là ăn hết mọi thứ vào và tiến hành úp thôi. Đấy, không biết là lên nổi 10 tỷ trong vòng một bản đồ hay không đây. Mình đang tuyển mấy thanh niên các thứ đây. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ thử xem úp xem như này đã đủ tiềm năng hay chưa nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành bật AK lên này. Ok, mất chưa ăn cuồng nộ anh em ơi. Rồi, cuồng nộ vào là 3.3 triệu. Ô sao ít thế ta. Đang có sự kiện X2 mà hình như là X2 nó không có tác dụng với bản đồ kho báu anh em ạ. Nhiều anh em cứ bảo là mình có sự kiện X2 kìa đi úp đi, nhưng mà mình thấy hình như nó không có tác dụng anh em ơi. Đấy, thế nên là thôi mình sẽ... Ôi trời, chết, tháo cái này ra nó quá này. Chó đi mấy thanh niên. Các dân chơi lại trả chói à. À đây rồi, 4 triệu này, đây. Nói chung là nó vẫn cứ 4 triệu sàn sàn thôi. Mà nhiều anh em cứ bảo là mình test trong X2 đi, mà mình thấy X2 nó có tác dụng gì đâu ta. Đó, ok, thì thôi chắc là bây giờ mình sẽ tập trung vào up lên 10 tỷ. Sau đó mình sẽ mở nội tại cho anh em xem nhá. Thì mình sẽ tìm kiếm một cái nội tại đó chính là tiềm năng sức mạnh cho anh em xem. Ok, let's go.
Ok anh em ơi, và nó tại chưa cần hết cái bản đồ thì mình đã lên 10 tỷ sức mạnh rồi đây. Đây, chỉ cần đấm thêm vài hit của con này nữa thôi là chúng ta sẽ lên, đó chính là 10 tỷ sức mạnh nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đấm nốt này. Đây, 10 tỷ. Ok, hoàn thành thử thách. Và một bản đồ thì mình đi đó chính là lên 9 tỷ sức mạnh nha anh em. Quá tuyệt vời. Và tiếp theo của chương trình thì mình sẽ đi mở nội tại nha anh em. Thì mình vừa nhường cái PT kia cho thằng bạn và đưa set tiềm năng cho nó úp rồi. Thì việc tiếp theo của mình đó chính là bán thổi vàng đi và mở nội tại thôi anh em ơi. Còn chần chừ gì nữa. Sau đó mình lại phải đi giảm sức mạnh nữa. Nói chung là mệt ghê. Nhưng mà không để ý một cái là đi một sải luôn mà. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi sang bên rừng Karin để mở nội tại xem nó có may mắn không nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đứng đây. Hôm nay đầu tháng đấy, để xem là mở nó có may mắn hay không đây. 20 triệu vàng đầu tiên, 62% vàng từ quái. Ui, biến sô-cô-la 102k cơ à. 52% này, 23 đẻ trứng, mình không chơi anh em ơi. Vàng từ quái 92%, quá nát. Makanko Sapo. Ui, sức mạnh tiềm năng này nhưng mà có 14%, gần bằng món 3 sao. Biến sô-cô-la này. Ui, 19% luôn này. Gần bằng món 4 sao luôn. Nhưng mà mình vẫn tham vọng anh em ơi. Mặc dù là tiền ít nhưng mà vẫn muốn hít cái nội tại thơm một tí. Chứ 19% nó chưa đạt đủ nguyện vọng của mình. Khi năng lượng này. Demon này. Đứng Demon 12%. Đậu xanh chắc là sang map mới đi. Map này có vẻ là nó hơi không phong thủy anh em ạ. Sang bên đây cho nó có phong thủy một tí nào. Mình sẽ sang một khu 6 đi. Ok, đứng cạnh Broly luôn. Trêu người Broly luôn. Makanko Sapo này. Ui, tiềm năng sức mạnh 21% này. Ui, mình thấy cái này cũng khá được nha. Ok thì thôi, chắc là còn một tí vàng với tí ngọc. Mình còn phải để đập giáp luyện tập nữa anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ đi pha lê hóa cái giáp luyện tập cấp 1 này nha anh em. Để cho nó thêm phần tiềm năng anh em ạ. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ ra gặp bà Mít và tiến hành, đó chính là pha lê hóa thôi anh em ơi. Còn chân chờ gì lửa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đập đồ nha. Thì hôm nay thôi chắc là không đập nhanh nữa đâu. Đập nhanh nó lại hơi tốn vàng em ạ. Mình còn đúng chỗ vàng này thôi đấy. Ok, một sao rồi. Chứ đập nhanh kiểu kia mười mấy tỷ nó còn đi trong vòng mấy giây. Mình lại chơi có mấy tỷ rồi thôi mà lại đi trong vòng mấy giây thì chết anh em ạ. Thế này là thôi đập thường nha. Đập 2 sao sao khó vậy ta. What the fuck. Hơi khó đó nha. Nhanh lên nào. Lên 2 sao đi nào. Ui, mấy thanh niên từ đâu về này. Up đệ tử à. Đậu xanh. Ô, 2 sao đập lại khó thế này nhở. Đùa. Ôi giời ơi. Chết tôi rồi. Bà Admit đang đùa em à. Sang khu 2 đập 2 sao là chuẩn anh em ạ. Ui, một dàn úp đệ này. Chiến thế nhở. 2 sao. Ok, 2 sao là phải đập khu 2 nha anh em. 3 sao phải đập khu 3 đúng không. Nhưng mà từ từ để xem khu 2 nó còn hiệu quả không đã. Lâu lâu mới đổi một phát thôi anh em. Ô, đập 3 sao nó vẫn khó ghê ta. Tưởng đập 2 sao khó thì 3 sao phải dễ chứ. À đây rồi. Lên 3 sao rồi. Tiếp theo là 4 sao thôi anh em. Không biết là 3 tỷ này có lên nổi 5 sao hay 6 sao không nữa. Mình thấy khả năng là hơi toang. Toang thật đấy. Ui, đập 4 sao khó vậy ta. Ok, chúng ta sẽ sang khu 4 đi. 4 sao là phải khu 4 nha. Pha lê hóa này. Nâng cấp này. Vẫn chúc con may mắn lần sau. Đậu xanh quả này là hơi đen. Và sắp tới mình sẽ mang đến cho anh em một siêu phẩm úp sức mạnh. Xem mình đang như kiểu là hy vọng được tầm 8 triệu một hit. Nhưng mà chưa biết thế nào. Đợi tí, ú, đậu xanh lại gặp thằng ngắn trộm này. Má nó, anh em đợi mình tí nhá. Rồi, mình đã sang khu mới rồi đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục được chính là công cuộc đập giáp luyện tập thôi. Không biết là nó có hiệu quả hay không đây. À đây rồi, lên luôn này. Vừa mới nói phép. Ok, tiếp tục là 5 sao nhá.
hy vọng là nó lên 5 sao cho mình. 1 tỷ 5, 700 triệu lên 4 sao đó cũng khá là ok đấy. 700 triệu ra đi rồi đấy. Ôi dồi ôi, lên đi. Ô, đấy, thì tiếp theo mình còn phải đi giảm sức mạnh các thứ đây. Thôi, thì chắc là clip của mình hôm nay cũng đến đây thôi nhá. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Ok, goodbye anh em.